Cuộc sống hiện đại luôn hối hả và bạn hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Điều này lý giải vì sao chế độ ăn lại mất đi tầm quan trọng và có thể dẫn đến tăng trọng lượng cơ thể, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Cùng tham khảo sản phẩm hoàn toàn mới giúp giảm cân nhanh chóng có tên EcoSpray qua bài review dưới đây. EcoSpray là gì? EcoSpray là sản phẩm giảm cân có nguồn gốc tự nhiên. Chỉ cần xịt EcoSpray vào miệng trước khi ăn. Các chất có trong sản phẩm sẽ thấm qua niêm mạc ở khoang miệng, đưa vào cơ thể một số hoạt chất làm giảm ham muốn ăn. Từ đó, làm giảm lượng mỡ và nước thừa tích tụ dưới da. Đồng thời, sản phẩm này còn giúp làm thanh lọc cơ thể, loại bỏ các độc tố tồn tại trong cơ thể. EcoSpray có hương thơm dễ chịu, làm cho hơi thở thật quyến rũ. Đây là sản phẩm được các nhà khoa học hàng đầu ở Nga nghiên cứu và đã được thực nghiệm thành công với hàng triệu người. Đồng thời, sản phẩm cũng nhận được nhiều lời đánh giá trên cả tuyệt vời từ người dùng. EcoSpray có chứa các thành phần cực kỳ an toàn, được sử dụng qua việc xịt vào miệng và niêm mạc ở miệng. EcoSpray cho phép hấp thụ một số chất rất nhanh và lan truyền đến trung khu thần kinh, tạo ra cảm giác không cần ăn quá nhiều mà bạn vẫn thấy đủ dưỡng chất. Sản phẩm còn chứa một số vi chất làm cân bằng dinh dưỡng cho bạn. Thêm vào đó, các thành phần của sản phẩm hỗ trợ cân bằng năng lượng và sự rắn chắc hoàn hảo của cơ thể, bổ sung thêm vitamin. Vì vậy, người dùng trở nên năng động hơn, sẵn sàng di chuyển nhiều hơn, góp phần làm giảm cân. Tại sao dùng EcoSpray lại an toàn hơn các thuốc giảm cân khác? Sở dĩ EcoSpray được các chuyên gia khuyên dùng vì có thành phần tự nhiên, không gây hại. Đó là chiết xuất từ 7 loại thảo dược và các loại trái cây trong tự nhiên. Cà phê xanh ngăn cảm giác thèm ăn, do đó bạn sẽ không tích mỡ nữa. Ngoài ra, nó còn giúp thải loại độc tố và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể, làm sạch cơ thể. Chiết xuất từ quả nụ giúp chống carbohydrate và ngăn tích tụ carbohydrate, từ đó ngăn chặn chất béo hình thành dưới da và cảm giác thèm ngọt. Nhờ thảo dược câu kỷ tử, cơ thể sẽ nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng, các yếu tố vi lượng và vitamin. Người dùng sẽ không cảm thấy đói. Cơ thể trẻ hóa đồng thời chất béo bị đốt cháy nhanh hơn. Chiết xuất từ trái xoài và quả acai có tác dụng ngăn ngừa mỡ tích tụ và tăng khả năng miễn dịch. Acid citric ngăn cảm giác đói, hoạt động miệt mài để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thải độc tố. Bạc hà và tinh dầu bạc hà có tác dụng tăng chức năng túi mật, bình thường hóa trao đổi chất, giúp hơi thở thơm tho. L-carnitine giúp chuyển đổi chất béo thành năng lượng. Điều này lý giải việc nâng cao sinh lực người dùng. Họ không còn cảm thấy mệt mỏi trong thời gian dài, đồng thời cảm giác thèm ăn giảm dần đi. Đó chính là những yếu tố giúp bạn giảm cân. Hơn nữa, quá trình giảm béo không ảnh hưởng đến lối sống của bạn. Bạn sẽ giảm cân với EcoSpray như thế nào? Bạn cũng đã biết rằng sẽ không có gì tốt hơn việc bạn cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cùng với đó chính là việc tập luyện thể dục hàng ngày. Đây chính là liều thuốc tốt nhất cho bạn để bạn có một thân hình như bạn mong muốn. Tuy nhiên, việc sử dụng EcoSpray chính là công cụ hữu ích cho bạn trong quá trình bạn giảm cân. Nó sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, tăng giảm giác no lâu, tiết ít nước bọt. Bạn chỉ cần dùng nó trước khi ăn bằng cách lắc đều trước khi sử dụng. Xịt trực tiếp vào khoang miệng 2 lần bấm. Phản hồi về sản phẩm từ những người đã sử dụng EcoSpray. Lê Ánh, 42 tuổi. Bác sĩ đã nói với tôi về việc giảm cân quá mức vì tôi có một số bệnh. Sau đó, bác sĩ đã kê đơn EcoSpray để tôi có thể giảm cân một cách nhanh chóng mà không gây ra những căng thẳng cho cơ thể. Tôi sử dụng nó trong 30 ngày và hiện thân hình tôi trở nên hết sức thon gọn. Sức khỏe tổng thể của tôi đã được nhiều và tôi thậm chí còn trông trẻ hơn. Thật tuyệt vời. Chuyên gia về giảm cân Nguyễn Văn Thiện. Tôi khuyến nghị EcoSpray cho mùng 9 tháng 10 bệnh nhân của mình. Chỉ ngoại trừ những người dị ứng với từng thành phần cụ thể có trong sản phẩm. Các thành phần của sản phẩm xịt giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và kích thích giảm cân. Chất béo và chất độc tích tụ sẽ được loại bỏ ra khỏi cơ thể của bạn trong khi vẫn liên tục duy trì sự cân bằng của các nguyên tố và vitamin. Tường Vi, 19 tuổi. Tôi đang sử dụng EcoSpray. Nó thực sự thuận tiện và hiệu quả. Tôi đã sử dụng nó trong 2 tháng và đã giảm được 14kg. Tôi rất hạnh phúc với kết quả đạt được. Ngọc Bích, 37 tuổi. Tôi đang bị thừa cân và rất sợ mắc phải các bệnh. Tôi đã mua sản phẩm và đang dùng thử. Chắc chắn khi có kết quả tôi sẽ chia sẻ phản hồi cho các bạn. Thanh Trúc, 22 tuổi. Tôi cũng đang sử dụng EcoSpray và tôi cảm thấy rất tuyệt. Chỉ trong 5 tháng, trọng lượng của tôi tiếp tục giảm đi.
Bác sĩ nói rằng nó không nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục sử dụng cho đến khi tôi đạt đến trọng lượng lý tưởng của mình. Mong rằng những chia sẻ trên đã cung cấp cho bạn thông tin cần thiết. Chúc bạn sớm giảm cân thành công.